Hello tất cả mọi người nha, mình là Bill Segu đây. Trong trận đấu ngày hôm nay, hiện tại các form bài của mình đang có đó chính là hai đấu sĩ và một chủ lực nha. Với Wukong, Kế Sáu, Blitz và tướng đam chính của mình đang có đó chính là The Raven 2 sao đang cầm hai trang bị lớn nha mọi người. Và hiện tại là mình cũng đang muốn làm một cái form bài meta tướng ba từ Gary đang rất là mạnh luôn á, nhưng mà lại cực kỳ dễ chơi nha. Và nó đang khắc chế hầu hết được những cái meta đang rất là hot hiện tại luôn á. Đó chính là bài LeBlanc Carry đi chung với Tinh Tặc và Admin nha mọi người. Và chắc chắn rồi, trước khi mà mình làm video meta là mình cũng sẽ để một link đồ chuẩn ở phía dưới nha, để cho mọi người cùng xem qua tham khảo á. Hiện tại là mình cũng đang đếp được một lượng máu khá là ổn luôn, ở tầm rao 2.5 như thế này, khi mà còn tận là 96 máu nha. Đợt rồi mình nó carry anh em ơi, ác chưa. Tại vì lúc đầu á, mình cũng đang được một cái lõi kim cương rất là ngon luôn. Đó chính là tiếp tới trang bị nha. Nó cho mình luôn hai cái trang bị lớn nha mọi người, cuồng đa và ba tia. Và thật sự là không thể nào mà hơn được nữa khi mà The Raven nó tự 2 sao rất là sớm luôn. Và trang bị này cực kỳ đẹp cho nó luôn á. Đép máu là quá dễ luôn á mọi người ơi. Úi rồi, LeBlanc nè, ngon lành cành đào luôn. Và khi mọi người chơi LeBlanc carry á, nếu như mà admin nó ra nha, thì hãy nên lấy cho nó là admin tăng phép, admin hồi mana nha, là ngon nhất nha mọi người. Ở đây rồi, mỗi 5 giây tướng admin nhận được thêm 18 sức mạnh pháp thuật. Wow, ngon lành cành đào luôn. Tại vì LeBlanc carry mà lấy hồ mana quăng liên tục nè, lấy phép quăng đầu hơn nha. Và khi mọi người chơi các form bài LeBlanc carry này á, thì không bắt buộc phải là cái lõi tướng carry LeBlanc nha mọi người á. Lõi tướng support cũng được, mà lõi tướng của con tướng khác cũng được nha. Chỉ cần liên quan tới LeBlanc là ok rồi. Đợt rồi và nó quăng anh em ơi, ác chưa. Chỗ quăng rồi đúng ngu luôn á. Nhưng mà được, vẫn được, vẫn được, vẫn được. Ông này là đạo chích mà, thắng chắc luôn. Cái quả trứng vàng này nha mọi người á, là đi chợ lầm được á. Up 8-9 rao gì á. Mà mình nhớ không nhầm là cái quả trứng vàng này up là hầu như là ra tiền. Thật sự là mình không biết anh em như thế nào, chứ mình up cái quả trứng này chắc là phải gần 20 quả rồi. Toàn ra tiền âm không? Không có ra trang bị luôn, không có ra đồ các kiểu luôn ha. Không có ra nơ cô luôn mọi người ơi. Mình nó ra full tiền, mình up gần 20 quả rồi, mọi người hãy nên tin mình. Còn nếu như mà mọi người nào mà up được cái quả trứng này mà nó ra cái gì khác á, thì đúng là nhân phẩm luôn á, thiệt. Chứ mình up là chưa bao giờ ra cái gì khác ngồi tiền cả. Có cam mỹ lệ luôn rồi nha, có vi luôn nè mọi người ơi, khá là ngon lành cành đào á. Bỏ vào luôn kích cái form bài hộ công và đấu sĩ luôn nè. Cái con LeBlanc carry này á, tại vì nó có một cái hệ tinh tặc á nha mọi người. Một cái hệ mà khắc chế cứng luôn những cái form bài đang rất là hot hiện tại luôn, như là bài Ash carry, CV carry, Kai'Sa, Samira các kiểu và Lucian nữa. Nói chung là những cái thằng nào mà đứng ở hàng dưới á, đó là rất là khó chơi luôn. Nhưng mà cái hệ tinh tặc này nó sẽ giúp cho mọi người giải quyết nha. Nói chung là cũng đã bị nớp một vài phần rồi. Tại vì hồi cái phiên bản trước á, tinh tặc là móc 2, 3, 4, 5. Còn bây giờ tinh tặc á, là móc 3, 4, 5 nha mọi người. Nó sẽ khá để mà kích hệ hơn. Hồi trước á, là chỉ cần bỏ con LeBlanc với lại là con bay vào á, là kích được rồi. Nhưng mà bây giờ còn phải có thêm một cái ấn, hoặc là bỏ thêm tướng vào nó thì mới đủ. Có Annie nè. Từ từ nha, bán The Raven luôn anh em ơi. Bỏ Annie và kích luôn cái hệ pháp sư và cái hệ ngu binh. Tuyệt vời luôn ha. Đập đồ thử nào. Đồ đẹp tí nha, đồ đẹp tí nha. Đừng ra đồ xấu. Úi xồi, ra thêm một cái găng nữa. Tôi đâu có cần đâu, tôi vừa mới lắp xong mọi người ơi. Cay thế. Không sao nha mọi người, lắp luôn cái giáp lửa và cái nỏ sét đi. Một cái trang bị tăng cơ cực tuyệt vời. Úi ôi, ông này 2 sao như vậy. Vì Ly Sinh cái 6 với lại là Raven 2 sao, mình thua chắc anh em sao mà thắng được. Phong bạc của mình toàn tiểu học, full 1 sao. Ông này 2 sao một đống luôn, lõ đẹp chứ mài dao luôn kìa. Chịu 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 chịu. Nhìn cái phong bài của ông này có thể là ổng là level, ổng kiếm Warwick carry các kiểu hoặc là dắt á, mạnh ác. Ai mất cái chủ thắng rồi anh em ơi, mới thắng được đúng cái 2 trận lại thua rồi. Cày thế nhờ. Rồi không sao, để cùng xem thử cái lõi thứ hai nào. Nếu như mà nó ra lõi tướng support của tướng khác á, nhưng mà chỉ cần liên quan tới cái firm bài của mọi người đang chơi là anh em vẫn có thể lấy được nha. Firm bài liên quan tới admin nè, và tinh tặc và pháp sư ha. Ui, ra lõi tướng thật nè mọi người ơ. Lá chắn thích ứng, ảo ảnh. Cái này là lõi LeBlanc support. Mình còn 4 lần roll mà, ngại gì mà không roll. Ê đây rồi, tìm điểm yếu. Lõi tướng carry của LeBlanc luôn, quăng liên tội luôn á. Mình nhớ không nhầm là mình đã có làm một cái ý tưởng về LeBlanc không mana rồi nha. Nó quăng quy phải gọi là như hắc luôn.
khi mà có lõi tiềm năng yếu nè, lõi tướng carry, có thánh kiếm Manamune cũng như là một cái lõi nguyên tố luôn. Hạ gục được một cái địch hồi lại tới tận là 30 mana. Wow, cái trận này hơi bị hên đó. Lõi tướng carry Liblang luôn mà. Tại vì cái con này nó đã mạnh sẵn rồi. Và mình thấy là cũng có khá là nhiều người rank cao chơi á, thách đấu cũng có nè, hoặc là đại cao thủ cũng có. Người ta chơi cái bài Liblang này không cần phải cái lõi tướng Liblang carry nha mọi người á. Lõi Blitz cũng được, lõi Kem Mỹ Lệ, lõi Annie, lõi Vi, hoặc là những cái lõi nào mà liên quan tới cái phơm bài của mọi người đang chơi, mà kiểu như là lõi support á nha. Tại vì nó phải tăng cho toàn bộ đội hình đó mọi người á, thì Liblang mới được hưởng ké. Cho nên nếu như mọi người lấy mà những cái lõi Kem Mỹ Lệ carry, Annie carry hoặc là Blitz carry á, thì mọi người phải chơi con tướng đó carry nha, chứ không phải là chơi Liblang á. Ui ôi, nó trưởng, ui ôi. Đó, đây là cái sự khác biệt. Wow, đúng là khi mà mọi người chơi tướng carry á, mà có lõi tướng, trời ơi, thì nó đúng là hết nước chấm luôn, nó quăng kìa. Ác thật sự. Rồi, còn đúng 3 round nữa, cái quả trứng này nó sẽ nở nha. Và thường những cái bài tướng 3 tiền carry á, mọi người sẽ roll nó tầm level 7 á, để tăng tỷ lệ roll tướng 3 tiền một cách cao nhất và kiếm em nó 3 sao. Và nếu như mọi người thấy hay, hãy đừng quên để lại một like đến cái kênh cũng như là bấm chuông nha, để nhận thông báo mới nhất cơ, động lực phải gọi là cực kỳ lớn luôn. Hiện tại lịch đăng video của mình á, sẽ là 2 cái một ngày nha mọi người á, hoặc là 3 cái, tùy thuộc vào theo từng thời điểm thôi. Nói chung là mình cũng sẽ đăng xen kẽ giữa meta nè, thử thách hoặc là đồ dị á. Hiện tại là mình còn rất là nhiều meta mà mình chưa đăng lên nha, rất là nhiều luôn anh em ơi. Tại vì cái mùa này là một cái mùa lõi tướng cũng như là tướng carry á, có rất là nhiều biến thể khác nhau luôn. Nên nếu như mọi người nào mà không cập nhật kịp meta á, thì khi mà vào leo răng mình nó thiệt rất là khó chơi, rất là khó chơi luôn á. Tại vì mọi người nên nhớ meta cập nhật theo tuần nha, cứ một tuần á thì Riot sẽ cho ra một cái phiên bản cập nhật mới, và cứ hai tuần á là Riot cho thêm một cái phiên bản cập nhật lớn nữa. Đấy, cập nhật cứ một tuần là một cái phiên bản khác, một tuần là một cái phiên bản khác. Không cập nhật meta kịp là không có chơi được đâu nha mọi người á. Tại vì vừa mới mấy ngày trước thôi thì cái hệ tinh tặc này vẫn còn là mốc 2, bây giờ mốc 3 rồi, đội hình chắc chắn luôn là phải khác anh em ơi. Và mình nhớ không nhầm á, phiên bản 13.8 nó đang là một cái sự thay đổi lớn với cái hệ ngu binh đó. Nên mình không biết là sang phiên bản mới á thì cái hệ ngu binh đó nó quay trở lại được meta không nữa. Chứ mình đang cảm giác hiện tại cái hệ ngu binh đó thì tướng carry của nó đang khá là đuối so với cái mặt bằng chung nha, như là Annie nè hoặc là Viego mọi người á. Mình chỉ thấy đúng một con trong cái hệ ngu binh đó mà hiện tại đang carry được và rất là mạnh thôi, đó chính là con Fiora. Tại vì sao? Nó có lõi tướng vừa mới được Riot sửa lại rất là bá đạo luôn anh em ơi, đó chính là đại thử thách. Uầy, nó chém thì thôi, đừng có hỏi vì sao mà nó mạnh luôn. Đấy, còn con Viego các kiểu á, một cái vị tướng 4 vàng rất là hot ở trong cái phiên bản mùa 8 trước. Nhưng mà sau cái mùa này Riot cho nó ra chuồng gà chơi luôn rồi, không ai chơi luôn á mọi người, rất là buồn cho em nó. Này, Liblang cưỡi ngựa xuống nè. Mình nhắc lại nha, con Liblang này á, những cái trang bị mà người ta đang xài nhiều nhất cho nó, thứ nhất là áo trùm bóng tối, thứ hai là găng bảo thạch, thứ ba là diệt khổng lồ, thứ bốn quyền trượng, thứ năm là mũ, và bàn tay công lý đều vẫn xài được hơn. Nói chung là nếu mà combo đẹp nhất cho con Liblang này carry á là áo trùm bóng tối, găng bảo thạch và diệt khổng lồ nha mọi người. Anh em hoàn toàn có thể thay cái diệt khổng lồ hoặc là cái găng này á bằng cái quyền trượng hoặc là cái mũ á. Tại vì nó cũng chỉ có một cái yếu tố duy nhất thôi, đó chính là thêm sát thương và thêm phép, nên thay cái trang bị này là cũng được cả. Nhưng mà riêng cái trang bị áo trùm bóng tối nha anh em ơi, thì mọi người vẫn bắt buộc phải có. Tại vì đây là một cái trang bị giúp cho con Liblang này lọt kèo 1-9 là hết sức bình thường luôn á, mọi người nên có nha. Nhận 40 năng lượng, nhận 18 phép thuật cơ. Chắc là mình sẽ lấy phép đi anh em ơi. Tại vì admin đầu tiên á mình lấy phép rồi, admin thứ hai á mình lấy phép luôn. Đấy, gấp đô canxi luôn anh em ơi. Bỏ bớt Annie ra nha, bỏ Sen vào, bỏ Blitz, bỏ Kem Mỹ Lệ vào, cũng như là Warwick nữa. Kích luôn là 4 admin nha. Liblang đã trưởng cho thì đừng hỏi vì sao luôn. Ê, nhưng mà hình như là thay con Annie vào. Anh nhầm, bán Annie đi cái là đội hình của mình nó yếu hẳn hơn. Liblang nó quay, nó bay xuống cái hơi ngáo anh em ơi, bị bắt chết trước luôn kìa.
Ông là cái form bài đạo chích à? Ông mạnh phết nha. Ok, nở cái hũ trứng vàng rồi đây mới. Mình tới 99.99% luôn á là vàng đó. Còn nó có ra được cái gì khác hay không thì đó là tùy vào nhân phẩm rồi, chứ mình chưa bao giờ thấy nó ra cái gì khác cả. Toàn là vàng, nổ gần 20 cái trứng rồi. Ờ, có lì bà lăng nè. Thấy không, có vàng không anh em ơi. Wow, được một tướng Janna nữa. Nhưng mà mình không chơi á, mình bán cũng là vàng thôi. À, được một tướng Janna, ủa cũng được phết nhờ. Tầm này level 5, à, level 6, level 7 gì đó mà được tướng 5 vàng này chơi cũng dễ phết. Hợp lý luôn. Cái phần quà ở dưới sân đấu của mình á, là một con ly bà lăng nha mọi người. Cái này sẽ có hai trường hợp của cho mọi người sử dụng nó. Thứ nhất, nếu như mọi người mà đang có chủ thắng và muốn tiếp tục giữ vững nó thì lụm để mà có thể lên được ly bà lăng 2 sao sớm. Còn trường hợp thứ hai á, là nuôi ly bà lăng 3 sao nha. Mọi người cứ để yên đó, chừng nào roll được 8 ly bà lăng rồi lụm một phát là lên được ly bà lăng 3 sao luôn, không có cần phải roll gì nữa. Tại vì đó chính là một cái Neko Free, anh em nên tận dụng. Đây, bán Blitz đổi đồ lại. Đổi đồ lại. Nãy giờ Ronly Blanc vẫn chưa hai mọi người ơi. Ủa, April kìa. Ảm Masicula. Ui, sao xin ra nhiều mà Ly Blanc không có nha. Ông này đang chơi Ly Blanc chung với mình à. Cũng là admin, cũng là lõi tướng Ly Blanc carry luôn hả? Đồng môn mọi người ơi. Ông này còn có thêm cái quả ấn admin nữa chứ. Ai ai chịu. Level 7, 47 máu. Lõi của ổng cũng đang cực kỳ đẹp. Đồ hình của ổng phải gọi là còn đẹp hơn mình nữa. Thiệt luôn á chứ mọi người. Đồ hình của ổng còn đẹp hơn mình luôn á. Ai da. Ác gì ác vậy. Ok, đã cùng xem thử cái lõi thứ ba nào. Lõi kim cương luôn đi cho nó máu đây anh em. Một cái trận đấu gọi là siêu mạng nhãn nào. Lỡ ra hết luôn. Lõi vàng à. Hy hiệu tinh tặc, mài dao và lõi chiến lợi phẩm. Ui, cái mài dao là rất là cùi nha. Nhưng mà riêng hai cái lõi kia thì đều rất là ngon cả. Oh shit. Mình không lượm được con tướng ở trong cái lõi kia anh em. Không sao. Tại vì mình chưa có lượm được con Liberlang á. Ui, lại Sen nữa. Liberlang 2 sao nè. Sen ra bao nhiêu luôn á mọi người. Rất ra rất là nhiều luôn á. Hồi nãy giờ mình mua Sen là chắc là phải cầm tầm 6-7 con rồi. Lên được 3 sao chắc là cũng hơi dễ. Làm sao, cứ để như vậy đi. Đấy, bỏ hàng trên tí nha. Cho nãy giờ bỏ hàng dưới không, ly bà lăng của mình nó cũng hơi đuối đó. Ok nha mọi người. Đổi chủ đi. Để ly bà lăng hàng dưới xem thử nó trưởng như thế nào. Tại vì nãy giờ mình thấy ly bà lăng nó toàn bay xuống dưới nó chết trước không à. Nhìn nó tấu hài quá. Chừng nào mà ly bà lăng bay á, và cái quan trọng nhất như mình đã nói, tại vì sao ly bà lăng bắt buộc luôn phải có một cái trang bị áo trùm bóng tối nha anh em. Anh em có thể thấy là nãy giờ nó toàn bay xuống xong rồi nó cứ bị sốc đam chết đó, không làm được cái gì cả. Đấy, nên trang bị mà đang người ta sử dụng nhiều nhất cho ly bà lăng á là áo tròn nha. Hiện tại là mình cũng đang còn một cái kiếm bếp rồi, đi chợ chỉ cần lụm thêm một cái dép lưới đó thôi là đủ rồi đó. Và nếu như mọi người nào mà có góp ý gì vào cách mình bình luận chơi game hoặc là làm video á, anh em mà cứ góp ý vào phía dưới nha, để mình có thể biết được mình sai đâu và cố gắng khắc phục nha. Thank you anh em rất là nhiều. Ước mơ của mình vẫn đang cố gắng thực hiện hàng ngày, đó chính là con đường chinh phục 1.000.000 sub. Và mình mong anh em sẽ cùng đồng hành với mình ở trên cái chặng đường này nha. Và nếu như mọi người nào mà có ý tưởng như hay mà muốn mình thực hiện thêm á, hãy cứ bình luận ở phía dưới nha. Tất cả bình luận của mọi người từ bình luận khen, chê, góp ý hay là đưa ra ý tưởng á, mình đều đọc được hết cả ha. Đây, gặp ai đây? Tôi đang muốn tích lại cái chuỗi thắng nè, nãy giờ thua có hơi nhiều đó. Ông này là lỗi vi tiêm lực vô song vi carry à. As 3 các kiểu. Làm chón cực kỳ đẹp nè. Đi bà lăng trưởng liên tội nha. Bay vẫn sống nha mọi người ơi, nhưng mà đồ hình con này trâu quá, bay lướt chó được 5 đứa luôn, rất là đẹp. Cái mới lệ quét chân, Liberlang trưởng. Wow. Liberlang nó trưởng thì đừng hỏi vì sao luôn, bay muối hớp luôn mọi người. Quẩy ác. Hôm nay level 6 hơn 50 tiền à. Cái trận này là có một người đang chơi chung Liberlang với mình nha, nhưng mà khỏi cần phải lo luôn, tại vì tướng Liberlang là 3 vàng.
nó có tận 18 con ở trong cái đội hình này. Mọi người chỉ cần đúng 9 con thôi để được 3 sao, mà tướng 3 vàng là có 18 con, dành thoải mái luôn. Trừ khi nào mà có 3 người cùng chơi một cái vị tướng 3 vàng ở trong một trận đấu thôi thì mới sợ, chứ hai người thì vô tư luôn mọi người. Rồi người là thoải mái luôn. Giáp lưới của tôi. Ô Sake luôn. Mặc dù Eco tướng 4 vàng cũng đang cầm giáp lưới nha, nhưng mà mình sợ mình chạy qua đó cái là mất cả hai bên luôn thì nó mới hài. Tại vì mình đã từng bị rồi. Thêm thì thăm lắm mọi người. Có một vàng thôi, anh em cũng đừng có nên tiếc nuối quá làm cái gì. Đây rồi. Lắp đồ luôn cho em nó. Đây, sau khi mà LeBlanc đã có được trang bị đó chính là áo choàng bóng tối nha, thì mình hoàn toàn tự tin rằng nó có thể bay xuống được hàng sau của tem bàn và quốc. Hồi nãy là tại vì chưa có thôi nên bay xuống chết mấy cấp pha nhìn rất là ngu. Nhưng mà bây giờ có rồi thì chấp luôn anh em. Chấp tem bàn sốc đam mạnh cỡ nào thì chắc chắn luôn sẽ không giết được con LeBlanc này trong một nút nhạc được. Ông này cũng là LeBlanc à, nhưng mà ông chơi có hai con à. Chơi kem mỹ lệ đi chung với dắt carry đấu sĩ admin. LeBlanc móc được nè. LeBlanc chủ đấy bạn. Đúng rồi. Mày sao mày như nào? LeBlanc chuẩn. Trời ơi, gần 6 cái đam. Đó là lý do tướng LeBlanc này carry từ hồi mùa 8 tới tận mùa 8.5. Nó không cần trang bị hồi phục nha mọi người ạ. Tại vì cái hệ tinh tặc á, nó để cho tướng tinh tặc cưỡi lên người nó quá nhiều cái sự hồi phục rồi. Không có cần huyết kiếm, không có cần kiếm súng gì cả. Nó cho rất là nhiều khả năng hồi phục rồi ha. Xem với lại là bay ra đúng nhiều, mình thề. Lúc đầu game mà mình gọi là bỏ tiền ra mình hy sinh một chút nuôi hai con này chắc là cũng 3 sao rồi á. Tại sao LeBlanc nó lại không ra dễ đến như vậy ta? Hiện tại meta mọi người còn rất là nhiều bài meta luôn. April carry nè, V carry nè, Lulu carry một cái form bài biến thể khác nha, The Raven carry nè, Fiora carry nè. Nói chung là cực kỳ nhiều luôn không? Mọi người nào mà không biết chơi hoặc là chưa biết tới cái meta đó thì đừng quên đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Tại vì khi mà mình làm meta là mình hướng dẫn rất là kỹ luôn, từ cách xếp bài tướng carry tăng cơ và cái đội hình đó là nên lấy lõi như thế nào cho nó hồi phục, lộn cho nó hợp lý nhất nha. Ông này là ai chốt thần giáp, nói chung là cũng mạnh. Osake. Và khi mọi người chơi cấp phơm bài này á thì những cái lõi này mà đẹp nhất, thứ nhất là chắc chắn rồi là nguyên tố luôn, thứ hai là chiến lợi phẩm, thứ ba là những cái ấn như là ấn ngạc minh, ấn tinh tặc, trái tim mạc minh, trái tim tinh tặc, hoặc là những cái lõi nào mà liên quan đến cái phơm bài của mọi người đang chơi như là lõi túi các kiểu ha, hoặc là lõi cho trang bị như mình là cũng ok nè, lõi tiếp tế các kiểu nào mọi người, hoặc là những cái lõi cho thêm tiền hoặc là cho thêm khả năng roll như là khu giao dịch các kiểu, nó cũng khá là ngon. Và với những cái bài slow roll tướng 3 vàng như thế này thì cái lõi làm nóng cũng là một cái lựa chọn anh em có thể thử, cũng khá là bá nha. Nhưng mà riêng với những cái form bài này á thì mình nghĩ những cái lõi bạc ngon nhất đó chính là trái tim admin, trái tim tinh tặc và AFK nha. Khi mà AFK 3 vòng đấu thì sẽ được nhận thêm 20 vàng, là một cái lõi giúp cho mọi người tích tiền và lên level 7 một cách sớm nhất có thể luôn để mà roll kiếm LeBlanc 3 sao. Thì mình thấy người ta chơi kiểu đó cũng hơi bị nhiều đó. Ok, cái này lưng luôn rồi nha. Có sen, ui sen sắp 3 luôn nè. Ui thật đó chứ. Con LeBlanc của tôi đâu rồi? Sen nó ra đúng nhiều luôn á. Cái này là lúc đầu nghe là mình đã bỏ qua bất vạn sen rồi đó nha, nhưng mà nó cứ vẫn ra thôi. Ảo ma thiệt chứ. Cái này còn khá là nhiều trang bị. Ui ông top 1 cháy nha. Mình chơi đạo chích mà cháy được cũng tởm đó. Ông kia thì 6 admin luôn kìa. Chào wow. Lắp luôn cái máy chiếu đi ha. À nhà chiếu này thì hơi xấu rồi. Mà thôi kệ, lắp luôn đi mọi người. Ông này là lõi sen. LeBlanc nó chuẩn được. Ok. Trời nó chuẩn rồi. Ui. Ác thiệt cái chứ. LeBlanc
Tim Lan. Wow. Còn được, còn được. Đó, đó. Thấy cái sự khác biệt giữa áo tròn bóng tối chưa mọi người? Thấy không? Lật kèo luôn, thấy không? Dễ chưa? Đáng lẽ trận đó là cái tỷ lệ thua rất là cao nha, nhưng mà lật kèo nhờ áo tròn. Hợp lý, hợp lý. Tròn Ron nó xui. Ron gần 20 vàng anh em ơi, Ron gần 20 vàng. Không ra được Lee Blanc nào luôn. Cày thế. Ông kia có phơm bài đạo chích mà vẫn chuỗi thắng được từ đầu game tận bây giờ, có ảo quá không vậy? Đáng lẽ người chuỗi thắng phải là mình chứ. Sao mình lúc đầu game thua vậy? Ây, ông kia fix đồ tích 2 sao kìa. Đây đây đây, ông này là 6 admin nè. 2 ống admin. Wow, fix đồ tích 2 sao admin. Căng nè, căng nè. Lee Blanc đang chuyển rất là lực nha. Chuyển hợp lý nha anh em ơi. Giờ này còn sống nè, bài còn sống nè. Lee Blanc chuyển tiếp. Fix đồ tích bay, trúng Lee Blanc rồi. Nhưng mà làm sao, có áo tròn bóng tối này mời lật cái kèo luôn. Tiễn bạn đi một nơi phương xa luôn. Uầy, mạnh ác hả? Chiến, 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 chiến. Đây là Lee Blanc 2 nữa đó nha. Lee Blanc 3 thì chắc anh em dễ hơn nữa. Mùi tép 2 nè, ngon lành thế. Thay mình luôn nha. Đây ơi, hai con nữa. Úi xồi, ngon thế. Một con nữa thôi là đủ luôn. Có bài nè, chắc là phải bán bớt thôi. Ui, một máu, một máu. Ở Ma Sigula thực sự. Từ nhà máy chiếu nè. Đây 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 đây, ông này là top 1 chủ thắng. Cũng April sắp 3 luôn rồi đó. Bài 7 con nha mọi người. Chiếu rất là đẹp luôn rồi. Giờ chỉ chờ Lee Blanc nó quẩy như thế nào thôi. Úi dồi, úi dồi, úi dồi. Cái con xe nó cover ác thế nhờ. Úi, úi. Thấy không? Áo trùm bóng tối đây em ơi. Một cái trang bị mình nói rồi, bắt buộc phải có luôn cho Lee Blanc nha. Trời ơi, lật kèo ác luôn. Gần 1000% phép ở đây mà. Đời heo. Gần 1000% phép nha. Tại vì mình đang có 4 admin đó. Admin đầu tiên mình cũng lấy phép. Admin thứ hai á mình cũng lấy phép nha. Và nó tăng cộng dồn đều theo thời gian trận đấu nữa. Đây ơi, Lee Blanc 3 sao luôn rồi. Game này dễ, game này dễ rồi. Trời ơi, cái này là được độ quá trời luôn. Cái này chắc một trận đó là mình lọt top luôn á chứ. On top luôn á chứ. Ok, là level 8 nha. Cái này thì không đủ slot để mà lượm một con Lee Blanc luôn á chợ. Phải chắc là phải bán bớt thôi, lượm tướng thôi. Ok. Cái này cũng bay ha, hơi tiếc. Nếu như mà 83 thì bay cũng là được 3 sao rồi. Cái này chỉ có 73 thôi. Mà Lee Blanc này mình không thể nào mà chờ được cả. Chờ là đi đó. Đây, Lee Blanc 3 sao nha. Chỗ đó chuộng, nói chuộng, nói chuộng, nói chuộng, nói chuộng, nói chuộng ở đây môi, nói chuộng ở đây môi, what the hell. Ác chưa, đúng một kỹ năng thôi. Team bạn còn đúng hai thằng, không có hơn. Sao mà đỡ được, làm sao mà đỡ được. Level 8 hơn 50 vàng, xài tiền lệ đi nha bạn ơi. Cho bạn gặp mình là một lần nữa là bạn đi đó. Là bạn đi đó. Những cái bài như là Banton, Carry, Sona, Carry các kiểu, hoặc là Lucian, CV, Sen, Carry thì hầu như là mình đã làm hết cả rồi nha. Mọi người có thể theo dõi thêm ở trên kênh mình. Kiếm xem với lại là ăn bài bài cái đã. Đây, bài bài sao. Xem một con nữa nha anh em ơi. Lên lui không đây. Qua quýt nè. Rồi nốt nào. Không ra à. Qua quýt 2 sao à. Ok, từ từ cũng được. Không vội, không vội. Con Garen này á, nó vừa là tướng 4 vàng tăng cơ rất là tốt. Nó vừa bỏ vào kích hoạt cái hệ vệ quân đi chung với thằng Sen luôn nha. Cũng khá là bái đó.
Ông này là Zakaria. Bài Zakaria này là mình cũng đã có làm rồi á, nhưng mà Zakaria đi chung với quân cảnh nó mạnh hơn, đi chung với phân bài này nhiều. Ông này April 2 luôn hả? Bé nhờ. Trưởng nè, trưởng nè, hơi là cái gì khổng lồ nha. Rồi, Warwick 2 sao luôn. Bây giờ Ronald Garen với lại là con Sen 3 là xong. Đây sẽ là một cái cuộc solo 1v1 của mình với lại là công top 1 nha. Hiện tại là mình đã đăng rất là nhiều video meta rồi, cũng như là thử thách đồ vậy rồi á. Anh em có thể lên phần video của mình đã đăng để xem thêm, hoặc là lên YouTube search tên Biosagi cộng kèm với tên thử thách hoặc là tên meta mọi người muốn xem nha. Nếu như mà nó chưa ra thì mình chưa làm thôi anh em. Chưa làm thì anh em hãy cứ bình luận ở phía dưới những ý tưởng mà mình chưa làm nha, để mình có thể quất luôn. Ông này còn tận 68 máu, gọi là chuẩn bị thành cái bao cát cho mình đắm đó mọi người. Trang bị này hơi xấu đấy. Trang bị này hơi xấu anh em à. Lấy đại thôi chứ biết lấy gì giờ. Đây ôi, sen 3 luôn. Roll vài cái là lên được sen 3, roll vài cái là lên được bài Liberland 3. Đây, đây chính là cái form bài Liberland Carry chuẩn và đẹp nhất ở tầm level 8 như thế này nha. Level 7 cũng được rồi. Level 7 thì mọi người không có cần phải kẹp thêm Garen vào. Đó. Dễ mà. Tại vì cái chọn này mình đang có thêm được một cái ấn tinh tặc nên mình kích luôn là 4 tinh tặc nha. Chứ bình thường là chỉ có 3 thôi nha mọi người. Bình thường là chỉ có 3 thôi. Chưởng nè. Chưởng nè. Trời ơi, nó chưởng anh em ơi. Như cái máy điện vậy. Holy shit. Tuyệt vời ở mặt trời luôn. Chủ thắng 10 trận rồi. Từ lúc mà lên được Liberland 2 thì phải là mình chưa thua bất kỳ một cái trận nào cả. Ông kia April 3 sao. Đậm đồ đây bạn ơi. Ông mà lên được con ai chót hay là con Samira bay này mình chịu nha. Nghỉ chơi luôn á. Mình chỉ còn sub bài mình bắt trước được con April của team bạn là team bạn hết đam. Lại đi luôn anh. Bỏ ly bà lăng qua không kịp á mọi người à. Mà làm sao nó trưởng hồi cũng tới con April à. Đội hình của mình dàn tăng nó châu quá mà. Ui bài chọn rất là đẹp nè. Ly bà lăng trưởng trước nè. Ok một phát trưởng chết 3-4 thằng này đó. Sen còn rất là châu nha. Ly bà lăng trưởng phát nữa đi luôn. Đúng hai trưởng mọi người. Hơn 8.000 đam. Ác chưa. Và mọi người ơi, nếu như mà hè này mọi người mà chưa biết mua đồ ở đâu á thì đừng quên ghé ngay Binyu Store, cửa hàng thời trang nam của mình nha. Mới cập nhật được rất là nhiều mẫu mã, gọi là quần áo của nam nè, như là áo wash long, áo polo wash long độc quyền trên thị trường luôn. Mọi người xem thì chắc chắn luôn sẽ không tốn thời gian của nam, và đẹp lắm, mình thề luôn á. Và đây là mình đưa sản phẩm tới cho những người nào mà đang quan tâm mình, những người mà ủng hộ fan lâu năm của mình á, nên mình quan tâm tới từng chất lượng sản phẩm nha, tới tay người tiêu dùng. Nếu như mọi người nào muốn ủng hộ cho mình thêm á thì hãy đừng quên bấm vào cái link của mình để phía dưới phần bình luận và phần mô tả nha. Và mình cũng đang đăng câu chuyện gọi là khởi nghiệp của mình ở trên cái chặng đường này, nên nếu như mọi người quan tâm á thì hãy đừng quên theo dõi thêm á. Thank you mọi người nhiều. Đây Ly Bà Lăng nó trưởng ha. Ban ho này nói chung là 3 sao mà nó toàn là đồ tăng không thì lấy cái gì mà chơi đây. Con Banthorn này là mình nhớ lại cái quả video mà mình đã từng làm rồi, đó chính là Banthorn 3 sao đi chung với 3 vuốt rồng và 5 hộ công thì phải. Và với một cái loại tướng carry có càng nhiều kháng phép đó, kỹ năng nó càng mạnh. Mình nhớ không nhầm nó dậm một phát là gần 2.000 sát thương. Khá là bá. Đây lấy thêm một cái cốc chèm nó nha. Chưởng nó mạnh thì thôi chứ. Cái này mình không có đủ tiền là level 9 luôn á anh em. Chắc là mình sẽ roll nốt kiếm Garen hai sao đi chứ không đủ tiền là level 9 rồi. Garen nè. Samurai nó ra em. Ở đây rồi, Garen 2. Rồi, vừa đủ luôn. Lắp cái cốc luôn kèm nó nè. Vừa cốc mà vừa dê kê. Tên bạn đổi sao được.
cuối game rồi mà còn đam mê 6 đạo chích mọi người. Ông này đồng môn mà hơi nghiện rồi đó nha. Lúc cuối game mà còn 6 đạo chích có hơi nghiện rồi đó. Ui, trưởng ác thật cái chưa. Một phát đi hết mấy tướng 3 sao luôn. Lemana nè, trưởng nè. Wow, wow, quên luôn rồi đó. Ok, và GG tất cả mọi người nha. Và tạm biệt anh em. Bye bye.